Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thân Ba Du Việt Nam. Mình là Minh Trí. Video này mình sẽ gửi đến các bạn một trận chiến đặc trưng của quỷ và phù thủy. Các bạn hãy cùng xem nhé. Đây là cuộc chiến đặc trưng giữa tục quỷ và phù thủy. Hiện tại chúng ta lại trở lại sang đấu quán thuộc của game Du Việt Nam để đến với trận đấu giữa nhân vật Pikachu và nhân vật Isuzu. Thực ra thì nhân vật Isuzu chủ yếu sử dụng những lá bài phù thủy. Đây là một con bài phù thủy rất lạ đấy các bạn. Trận chiến đang diễn ra hết sức gay gắt các bạn. Hiện tại thì nhân vật Isuzu đang có một chút lợi thế. Cái lá bài gì mà giữ sống nó là quay trở lại như vậy nhỉ? Đó là con ba nữ phù thủy bóng tối. Như vậy là Isuzu đã không mở được lá bài và chịu thua. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một trận đấu rất hấp dẫn giữa Pikachu và Isuzu. Nếu như các bạn thấy video này thú vị và hấp dẫn thì hãy share và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.